Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ văn lớp 9, bộ sách Chân trời sáng tạo của trang web olm.vn. Ở tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về những vấn đề xung quanh văn bản như tác giả, tác phẩm, đi sâu vào phân tích cách trình bày vấn đề khách quan và chủ quan của tác giả ở phần tiếp theo chúng ta sẽ chỉ ra và phân tích luận đề luận điểm lý lẽ bằng chứng thấy được mối quan hệ của chúng để nhận định rõ hơn về cách lập luận của nhà văn cho thấy được đặc điểm của một văn bản nghị luận các bạn nhé và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung trọng tâm luận đề luận điểm lý lẽ bằng chứng trước hết chúng ta sẽ đến với phần luận đề theo các bạn luận đề của văn bản là gì rất đơn giản đúng không nào luận đề của bài viết đó là ý nghĩa của văn chương tương tự như các video trước cô đã hướng dẫn chúng ta có cách để nhận biết luận đề như sau thứ nhất các bạn cần chú ý quan sát vào nhan đề của văn bản nhan đề thông thường sẽ đề cập đến nội dung chính hoặc vấn đề chính mà văn bản muốn nói đến Thứ hai là nội dung của văn bản, các bạn cần phải chú ý từng đoạn văn, có thể thấy trong bài viết này, tác giả đã tập trung làm rõ ý nghĩa của văn chương. Từ đó, một lần nữa chúng ta có thể dễ dàng khẳng định luận đề của bài viết đó chính là ý nghĩa của văn chương. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến bố cục. Bố cục của bài viết có thể được chia ra làm hai phần, cụ thể phần thứ nhất từ đầu cho đến lòng vị tha và phần thứ hai là phần còn lại, hãy giúp cô tìm ra nội dung của các phần các bạn nhé. Ở phần thứ nhất, từ đầu cho đến lòng vị tha. Tác giả đã nói đến nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người, lòng thương muôn vật, muôn loài. Phần thứ hai là phần còn lại. Tác giả nhấn mạnh văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có luyện cho ta tình cảm ta sẵn có cuộc đời phù phiếm và chặt hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến nghìn lần dựa vào bố cục như thế chúng ta sẽ đi sâu vào phần luận điểm lý lẽ bằng chứng trước hết các bạn cần xác định luận điểm xác định luận điểm lý lẽ bằng chứng tương ứng sau đó tóm tắt ý và vẽ sơ đồ để thấy được mối quan hệ giữa luận điểm, lý lẽ và bằng chứng. Luận điểm thứ nhất đó chính là nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người, lòng thương muôn vật, muôn loài. Lưu ý rằng với nội dung văn bản tương đối phức tạp, với các luận điểm nhỏ triển khai ý tưởng luận điểm lớn, để nhận ra hệ thống luận điểm nhỏ, chúng ta cần chú ý đến các phương tiện liên kết chuyển ý trong văn bản, ví dụ như Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng, chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống. Vậy thì, hoặc hình dung sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống, nguồn gốc của văn chương là tình cảm là lòng vị tha. Như vậy, ở luận điểm thứ nhất, chúng ta lại có hai luận điểm nhỏ. Theo các bạn, hai luận điểm nhỏ đó là gì? rất đơn giản để chúng ta có thể xác định được hai luận điểm nhỏ trong luận điểm thứ nhất đúng không nào luận điểm nhỏ đầu tiên đó chính là văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng luận điểm nhỏ thứ hai văn chương còn sáng tạo ra sự sống tiếp theo chúng ta sẽ bước sang luận điểm thứ hai văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có luyện cho ta tình cảm ta sẵn có cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến nghìn lần như vậy vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau xác định được luận điểm thứ nhất thứ hai cũng như là hai luận điểm nhỏ trong luận điểm đầu tiên đúng không nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về lý lẽ và bằng chứng ở từng luận điểm cụ thể các bạn cùng quan sát lên màn hình luận điểm thứ nhất nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người lòng thương muôn vật muôn loài luận điểm nhỏ đầu tiên văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng để chứng minh cho luận điểm này tác giả đã nhấn mạnh văn chương có nhiệm vụ vén tấm màn đen ấy tìm cái hay cái đẹp cái lạ để làm cho người ta cùng nghe cùng thấy cùng cảm qua tác phẩm tác giả đã dùng bằng chứng nào để minh chứng cho lý lẽ này Có thể thấy Trong bài viết Tác giả đã sử dụng các bằng chứng Để minh chứng cho luận điểm nhỏ Như sau Những cảnh thiên nhiên tươi đẹp Mà bình thường Do mưu sinh còn người bỏ lỡ Cụ thể Đám rừng sâu thẳm hoa cỏ hương thơm Sắc lạ vô cùng Mà con người vào rừng Vì còn phải mưu cầu sự sống Nên chỉ lo bẻ măng đào cũ bao nhiêu cảnh đẹp hiện tượng ly kỳ đều bỏ qua không biết tiếp theo chúng ta sẽ đến với luận điểm nhỏ thứ hai văn chương còn sáng tạo ra sự sống để làm rõ luận điểm nhỏ thứ hai tác giả cũng lần lượt đưa ra hai lý lẽ lý lẽ thứ nhất để thỏa mãn mối tình cảm dồi dào của nhà văn với bằng chứng quá trình sáng tác của nhà văn sáng tạo ra thế giới khác những người sự vật khác lý lẽ thứ hai sự sáng tạo của nhà văn gắn với tình yêu thương tha thiết để trao sự sống cho nhân vật với bằng chứng trường hợp nguyễn du và nhân vật thúy kiều bây giờ chúng ta sẽ đến với luận điểm thứ hai văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có bị những tình cảm ta sẵn có cuộc đời phù phiếm và chặt hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến nghìn lần theo các bạn nhà văn đưa ra những lý lẽ nào để minh chứng cho luận điểm thứ hai có thể thấy nhà văn đã đưa ra khá nhiều những lý lẽ để làm rõ luận điểm thứ hai đầu tiên cả phong cảnh đã thay đổi dạng từ khi có những nhà văn đưa ra cảm giác riêng của họ làm thành cảm giác chung của mọi người thế giới như ngày nay là một sự sáng tạo của nghệ sĩ nếu thiếu nghệ sĩ trong lịch sử và tâm linh nhân loại cảnh tượng nghèo nàn sẽ đến bực nào để làm rõ những lý lẽ này tác giả cũng đã đưa ra những ví dụ để minh chứng rằng phần nhiều những tình cảm những cảm giác của người thời bây giờ đều do một ít người xưa có thiên tài sáng tạo ra và truyền lại như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau quan sát vào bản phân tích những luận điểm lý lẽ và bằng chứng có trong bài viết ý nghĩa văn chương đúng không nào dựa vào đó các bạn có thể vẽ thành sơ đồ để có dễ dàng quan sát hơn các bạn nhé phần cuối cùng trong bài học của chúng ta đó là tổng kết về nội dung với một lối văn vừa có lý lẽ vừa có cảm xúc và hình ảnh hoài thanh khẳng định nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm và lòng vị tha văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống gây những tình cảm không có luyện những tình cảm sẵn có đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương sẽ rất nghèo nàn về nghệ thuật có thể thấy hoài thanh là người am hiểu văn chương có quan điểm rõ ràng xác đáng về văn chương trân trọng đề cao văn chương bài viết của ông có luận điểm rõ ràng lý lẽ và bằng chứng thuyết phục làm rõ luận điểm và góp phần làm sáng tỏ luận đề lời văn kết hợp bằng chứng khách quan và cảm nhận chủ quan của tác giả tạo cho tác phẩm sức thu hút và hấp dẫn các bạn thân mến hy vọng rằng bài học ngày hôm nay đã giúp cho các bạn nhận thức rõ được ý nghĩa và giá trị của văn chương bên cạnh đó có thể rèn luyện cho các bạn kỹ năng viết một bài văn nghị luận còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài sản tiếp theo.